Đó, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là Thủy đang có mặt tại bệnh viện Nhi đồng thành phố để thăm trường hợp của cháu Thắng mà bị phỏng á. Thì cháu thì không có cha đã qua đời, còn mẹ thì đã đi lấy chồng khi cháu còn nhỏ. Và cháu từ nhỏ là tới giờ là cháu đã sống dưới là bà nội, cho nên khi là cháu bị phỏng hai chân á thì chỉ có mình bà nội lo thôi. Hai tháng nay trong bệnh viện, cho nên hôm nay á anh Sang á thì đang ở dưới ở Buôn Ma Thuột, cho nên là hôm nay mình nhận lệnh của anh đến đây để mà gặp cô Gơm và bà nội của cháu Thắng. Hôm qua thì do cô gọi điện cho mình nói là cô ơi, cô nói với lại chú Tám Sang á là giúp cho tôi là cái xe để chở cháu về quê. Thì mình có điện cho anh thì anh nói ừ thì thôi vậy em cứ qua thăm để mà tìm coi tôi bệnh tình của cháu như thế nào. Mình đã nhận lệnh nhận lệnh của anh Áp Bồ Sang đến đây để mà gặp cô Gơm. Khi mà đến bệnh viện thì mình không biết là có được gặp cháu Thắng hay không, vì do bệnh viện thì người ta không có cho ghi hình. Thì nếu như không gặp được cháu Thắng thì mình sẽ gặp cô Gơm để mà mình hỏi thăm coi là tình hình của cháu như thế nào mà đã được xuất viện. Thì điều đó cũng rất là đáng mừng, và cũng báo tin cho cô biết là đã sẵn sàng có xe để sáng ngày mai, xe nghĩa tình anh Sang đã gọi sẵn rồi, sẽ đưa cho hai bà cháu về quê. Bây giờ xin mời cả nhà hãy cùng mình vào bệnh viện để mà gặp cô Gơm, để nghe cô chia sẻ về cái sức khỏe của cháu và cái vết phỏng của cháu được lành hẳn chưa. Thì xin mời cả nhà đi. Sao mình phải để đứng vậy trời? Mình tự để đó. Đau ghê con. Từ từ nó hết con, từ từ nó lành con. Con tự để xuống sao? Tự để xuống đi con. Đau ghê con đau. Tôi ôm dưới rồi. Không, từ từ hết, để cho hồi chị giỏi lên. Thôi để từ từ con nín con nín. Từ từ con ha, cố gắng từ từ nó hết nha. Bữa nay cô thăm con nè, nhớ không? Nha, để mai mình về, tại vì mình bắt đầu nó sắp lành rồi nha, cố gắng nha con ha. Rồi thôi nín. Ừ, ráng cố gắng. Về sức thuốc. Nó rát đúng rồi, tại vì thay băng nó rát đó con. Một xíu nó hết đào con, ráng cố gắng. Mình là thanh niên mà, gồng lên, gắng lên nha con. Ráng lên. Cô lấy cái khăn đó không? Cô kìa. Hết đây nha. Cô lấy đây. Nè, con nghe lời cô nè. Nha, bữa hổm cô thăm con lần, cô nhớ không? Nhớ. Ừ, rồi. Bây giờ cô biết là con đang đau dữ lắm, nhưng mà tại vì bác sĩ cho xuất viện thì chắc mình sắp hết rồi đó ha. Rồi từ từ về mình xuất thuốc nè, từ từ nó hết, không sao nghe con. Cố lên, cố lên nghe con. Nghe nói là ngày mai con là con xuất viện đó, cho nên cô vô thăm con nha. Nha. Giờ thôi con ráng nha. Dạ. Con ăn uống chưa? Rồi. Con ăn rồi ha. Thôi được. Ráng cố gắng con nằm đây. Bây giờ vậy nè, con nằm đây chút xíu nha, để cô có nói chuyện với bà nội con xíu nha. Bà cô xuống dưới nói chuyện bà nội con xíu. Nội đi đâu? Xuống đây để nói chuyện. Rồi cô sẽ gửi chút quà cho nội cho con. Rồi ngày mai nha. Chứ ngồi cô. Con ghét thì ra. Rồi rồi chờ chút xíu con khỏe đi rồi mới xuống ha. Nha. Rồi. Ráng cố gắng nha con ha. Dạ, cố gắng. Chút con hết đau rồi thì bà nội giờ xuống nói chuyện với cô dưới chút xíu nha.
Rồi, con chào cô. Rồi, cô khỏe không? Dạ, khỏe không? Hồi nãy thấy cô là mệt lắm luôn á nha. Bây giờ cô có thể giới thiệu cô tên gì? Hôm nay cô nhiêu tuổi? Nay 70 cô. 70 tuổi. Dạ. Thì hôm qua cô gọi cho con. Dạ. Sao cô có thể chia sẻ đến... Dạ. Chị em giờ cháu nằm bệnh viện đây, giờ cũng hết tiền rồi. Nhưng nhà cô với vợ đây cũng giúp đỡ cho... cho cháu về không có tiền giờ giúp đỡ cho cháu về nhà quê về quê rồi qua có điện đó đi xuất viện rồi à, ơi, giờ giờ không? Giờ cô cảm thấy là sức khỏe cháu sao, vết thương cháu à, lành hôn hay sao? Thì nó khỏe thì nó có khỏe mà vết thương giờ còn hai cái giò nặng rồi nhẹ cô. Bây giờ cái giò kia thì giờ mình thay băng là từ cả tháng nó có biết làm sao cô tám mà cũng còn giờ phải cho xuất viện giờ biết làm sao. Nhất thì nó không còn nhất, nó cũng uống thuốc nó ra hoài. Giờ uống chừng chừng nó giờ về quê mình nó thì cô nói lớn lên cô ngồi xuất viện. Tới ngày thay băng, mình trở lại y tế hay là bệnh viện Phan Long Xuyên đó mình thay băng cháu kéo dài đó mà giờ không tìm những nhà cô với dưỡng với cô bác giúp cho cháu một số vô tiền đang về cho cháu thay băng hàng tháng, đó. Một tuần là thay hai lần. Rồi mới cho cháu bình phục được rồi cũng hết bệnh cũng mang ơn cô dẫn cho cô bác anh chị em giúp vô cũng mang ơn nhiều lắm. Cô cảm thấy là cái vết thương nó lành hẳn chưa? Tại vì con thì người ta băng lại mà sao con thấy nó cháu la dữ vậy? Nó gác băng mỗi lần gửi lại gác nó tóc nó đau. Cái giò thì giò lên mặt cái thằng nó không khoảng 10 thằng còn hết 8 rồi, còn 2. Còn giờ bên đây thì nó còn hay nặng chút nó như là chỉnh nó đột da đi nó cho da bây giờ không có da lắm giờ ngày giờ da nó từ từ nó kéo da của mình nó ra từ từ nó lạnh thôi nhưng mà cô thấy vết thương của cháu nó khô chưa cũng con gáo đỡ nhiều lắm rồi khô lắm nhiều rồi còn giờ cũng kéo dài chắc cả tháng nữa chắc nó có hết không hết hết không nó kéo dài cả tháng nữa không sao đâu giờ của cô ơi về đây cũng giờ tôi có xuất viện giờ mình sao giờ nào cũng hai tháng mấy rồi nó chỉ về một tuần là một tuần lên khám lần mấy ngày những ngày kia thì mình thứ sáu này lên đây khám thứ hai thứ tư khám dữ chừng lễ để mình cho nó khám lại nhà nạn còn về đây ngồi không che che vận chuyển lên đến lộn chết cô ơi đầu đủ ra có khám ơi đơn chiếc cũng có xe cộ nữa không biết làm sao. Dạ, từ từ hổng rày mẹ của cháu có về thăm dạ không có còn tám điện cho hay là mẹ nó không thăm mà bà ngoại nó không muốn thăm nữa nó sát bên mà ngoại ra phải cách chuyện 2 cây số rồi còn mẹ nó thì có chồng với cờ đỏ mà cho hay là không ai tới ai cháu mới nói thăm cháu nữa không phải thăm tới nữa rồi đúng rồi biết giờ cháu mình giờ mình lo cho sao giờ bỏ lên giờ cô tám mình làm giờ ở mình giờ thôi giờ mình lo cho cháu đi để biết làm sao giờ mẹ giờ không có ngàn tới đó giờ cho bà nội giờ thằng cái thằng lớn nó hồi qua bữa thứ hai nhập viện nó nội có một gì dữ lử không biết rồi nhập viện nhưng mổ có nằm hết ba ngày về rồi mới về qua chuyển qua cái chuyện là cô ở bệnh viện chắc cô mệt dữ lắm rồi cô đám ơi cũng vất vả lắm không nhà cô cũng nhờ cô được 5 triệu bạc nó cũng xây đỡ cũng đậu cũng tháng cả ngoài dính dính nhất đó cô đám rồi nó cũng lần nào cũng tình thương cô bác đang lưu bệnh đó mình cho 100, 200, 500, 1 triệu bây giờ cô dạ. Có thể chia sẻ là khi dạ. Mà bác sĩ kêu xuất viện dạ. Rồi cô thanh toán tiền viện phí gì chưa dạ thanh rồi cô nãy cho thanh rồi cô làm giấy chưa làm dạ, giấy xong chưa làm giấy chưa làm rồi mà mấy cô tá nãy là nãy cho xong rồi còn dư 6 triệu các cái chuyện gì đó nãy là 6 triệu lại chuyện gì đó còn dư số đó như vậy số là số mình đóng tiền miễn phí cho cô còn đó nói chung là tiền viện phí là miễn phí á dạ miễn phí ừ, đó miễn phí 100% luôn rồi dạ. Mừng quá nó 200 rồi còn được 60 triệu gì đó nãy dạ. Nói cũng quên hai cái đó quên nó khóc dạ. Quá quên gì đó đi nó cũng mừng chút cái nữa tôi quán thì bữa ổng anh sang anh qua anh xin đó dạ. Anh xin là bé được miễn phí dạ. 100% luôn đó dạ. Chú tám đó cũng giúp đỡ cái đó cũng mừng đi cảm ơn cảm ơn cảm ơn nằm lầu buồn khóc hoài cảm ơn ngày mình mà chưa được 1000 bạc dạ. Một ngày mấy trăm ngàn trường hợp mà điện đâu mà đóng bữa đó cũng tình trời là bác sĩ nó chỉ giờ
Được hỏi anh Sang đã gặp bên phòng công tác xã hội của bệnh viện, anh xin cho bé được miễn phí 100%. Đó thì bởi vì giờ khi xuất viện, nói chung là hôm qua con có dặn là mình xin cái giấy xuất viện ngày hôm nay luôn. Dạ, chủ xin bữa nay. Xong rồi phải không? Dạ, cho bữa nay nè. Rồi cô xin là một chiếc xe để dạ, chở cháu hôm qua cháu con về. Con nhận được cần điện thoại của cô. Dạ. Là kêu xin chú Tám cho chiếc xe để chở cháu về quê giùm. Dạ. Thì con cũng đã nói với anh Sang rồi. Dạ. Thì anh Sang ảnh cũng đồng ý đó. Dạ. Dạ. Tại vì bây giờ hiện tại bây giờ ảnh không có đây. Dạ. Nhưng có là ảnh vô đây thăm rồi. Dạ. Nhưng anh hiện giờ thì ảnh đang còn dưới Buôn Mê Thuột á. Dạ. Chưa có về. Cho nên là con đại diện ảnh đi đến đây để thăm cô. Dạ. Gặp cô với lại con hỏi thăm về cái sức coi bé như thế nào. Rồi khi mà cô về quê á là bác sĩ dặn là mỗi tuần thay băng hai lần. Dạ, một tuần thay băng hai giờ là người quê phải chí sáu đứng chí sáu lên đây giờ đi sao. Ủa là phải từ dưới quê lên đây thay băng hả, hay là thay dưới quê thứ sáu rồi lên như sao không thay lần thay dưới quê là cái thứ hai này thay lần thứ tư thay nữa từ lần thứ thứ tư thay là một tuần rồi là thay hai lần đó. Nói chung là khi về quê là một tuần mình phải thay băng hai lần. Rồi khi nào bác sĩ dặn là bao nhiêu tháng lên đây tái khám? Là ba thứ sáu đã tái khám một lần. Mình bệnh đầu chân nha cô. À là mỗi tuần lên đây tái khám một lần. Dạ, đầu chân là mình phát bớt rồi thì mình mới chú sức ở mấy ổng nó cũng đi đụng một tuần hai tuần đầu đó mình lên thay tái cái này. Khỏe được mình đã dư. À giờ con hiểu rồi. Bây giờ là tại vì cô cũng lớn tuổi. Nói chuyện thì cô cũng nói nhanh lắm nhưng nghe không có rõ, tại vì biết sao không, không còn cái răng nữa trơn á. À, cô nè, cô nói là một tuần đầu tiên là mình sẽ quay lên sao bên đây thay đằng đầu. Rồi bình thường ở nhà thì là thay bác sĩ ấp xã test xã đó vô khám, nếu không phải xã thì qua Thiên tỉnh Thiên nhà thương lớn nè. Thẩm về cô chăm cháu về cô thẩm thấy sao, mệt lắm không? Để nói ngay cũng lên lớp cô cá mà cũng cá buồn lắm không, có buồn không? Buồn có buồn mà buồn có buồn có mệt không? Có nói nhỏ gài nhá ngay cô Tám nha, những nhà giúp cô giúp cô bác ở đó đó đừng giúp người mới tiền xây lê lắc rồi cái bên nay chứ không có tiền chắc chết rồi không có tiền nhưng mà cô cho có nó ăn đây cô Tám đành ra lê lắc nhờ cho đó. 5 triệu đó mà ăn lê lắc triệu lê lắc rồi với cô bác đã tránh người ta đôi bệnh đó cho thêm nữa rồi 100, 200, 500 gì phục vụ chết cho cô Tám đó. Đó cũng nhờ cái ơn cô Dượng mang ơn nhiều lắm. Đi xin là cũng thấy sơ sót thì cô cũng bỏ qua giùm luôn buồn nha. Thôi không có gì đâu cô. Rồi ý con chỉ thấy là một người một người phụ nữ già lớn tuổi bà nội nè. Một thân một mình mà phải chăm cháu như vậy là thời gian hổng rành tháng chưa cô? Hai tháng mấy rồi. Rất là vất vả. Ẩm bồng luôn hồi nãy con thấy ẩm luôn. Rồi cháu nó đau đớn nó kêu nó gào nó khóc. Tại cô Tám ơi cứ kiên nhất nha, thay băng một sáng lên. Mình bắt đầu là thay băng ngày là ngồi tối ngày nay nè. Chiều nay ngồi cái sáng luôn. Năm mơ gác nó khóc rồi mình đâu có nằm được cô Tám hay ngồi theo nó. Thì cô có cảm thấy là rất là mong muốn cháu sẽ như thế nào hay là cuộc sống của cô với cháu như thế nào không? Thì cô có lo lắng về cái việc mà cái vết phỏng của cháu không? Này cũng lo của Tám mà lo giờ mình từ từ đến ra rồi của Tám không phải giờ lấy đất làm sao giờ tăng lên ra từ từ. Cô bác giúp như thì mình cũng lo cho ăn uống cho nó ăn rồi từ bác sĩ khám thuốc men rồi mua phụ thêm cho nó uống thêm. Cũng lo cho cháu cho mau cháu trời Phật cho mau lành mạnh cho nó học của Tám ơi giờ nó nằm giờ năm nay chắc nghỉ học rồi mới lên lớp 5 đó mà giờ bữa nay chắc học không có được. Dạ, một tháng, hai tháng chắc chưa đi dưỡng cho cô Tám. Một tháng rồi cô về. Chứ như cô nói cái chân, một cái chân trái nó chưa có lành hẳn. Dạ. Thì sao cô không xin bác sĩ cho ở lại để nó lành hẳn rồi hả về? Thì người ta biểu mình về, mình lên tái khám đi. Thì sao lên tái khám? Một tuần lên tái khám thì cô lại có thể cô phải thuê xe đi lên nữa. Dạ, cứ như vậy thì
không để cho nó lành lành nó kéo da, tại vì chưa lành cho nó la quá trời la luôn á. Con nói con nghe mà mày nói đây nữa, con nhặt thằng nhỏ đứng đó lại nữa, con bám thằng lớn đau nữa rồi cũng nóng ruột về nó coi sao. Thằng lớn nữa. Bây giờ hôm nay thì kỳ con đại diện cho anh Sang đến đây thăm cháu Thắng với cô. Thì hồi nãy con có đi lên trên phòng gặp cháu mà cháu đau cháu khóc quá, thì thôi con cũng ngồi đợi cô ở đây để mà cô cháu mình tâm sự. Con biết là cô rất là vất vả, rất là vất vả khi mà chăm cháu mấy tháng nay vậy. Con thấy cũng rất là thương, nhưng mà hôm nay con ví dụ cô điện cho con á là kêu chú Tám, cô kêu chú Tám giúp tôi cho chiếc xe chở cháu tôi về. Tôi giờ tôi cũng hết tiền rồi đó, nhưng bây giờ con mới nói rồi, con mới hỏi anh Sang. Anh Sang cũng kêu con thôi em đi qua bệnh coi cái hướng nào giúp cho cô có xe rồi đó. Rồi con cũng có dặn cô, nếu mà sáng mai anh Sang dặn con, nói cô là con dặn cô rồi đúng không, là sáng mai mà xuất viện thì chiều nay phải làm, đầu giờ hôm nay phải làm giấy xuất viện trước. Bữa nay xuất viện là cô Tám mà bị mấy ẩm biểu diễn những gì đó chiều cũng không được, xe tôi quá à, tới 4 giờ mấy mới ra viện. Thành ra mình không cần cần dây cô Tám, cho thôi giờ mấy bác sĩ em nghĩ cho cô hả gần đêm mai đây rồi sáng chuyện sớm mà ngày mới quyết định đi, mình đi không có chuyện đi. Còn khi nhiều cháu nó không biết đường đi đó, thành ra nếu mình chỉ nó tối rồi không biết đường, để thôi mấy ông cho ở lại ngủ đêm rồi sáng về. Thì có những cô chú bác rồi người ta dưới quê rồi cũng cho gửi cho cô 100, 200 vài chục gì đó. Vậy thôi sẵn qua cái chương trình này cô cũng gửi lời, có gửi lời gì đến mọi người không? Dạ có, nãy giờ cô bác anh em, cô bác anh em giờ phải có giúp đỡ cho cô được rất nhiều mình không biết. Giờ cũng mang ơn cô bác anh chị và chú thím cũng mang ơn nhiều lắm, giúp được cho cháu được số tiền lần về lo trang trải cho cháu, nó cũng mang ơn nhiều. Giờ không biết nào mà dành ơn cho mấy anh mấy chị mấy cô bác được cô lắm thật tình, mang ơn nhiều cô lắm. Cô cho con hỏi với khi mà cô thấy cháu khóc lên cháu la lên thì cô thấy sao? Không phải gắng chịu chọc lắm, người la phải năn nỉ đó. Mình nghĩ ra rồi đổ nó mấy nó đánh cho mình đâu có làm gì, giờ nó đánh vậy rồi mình đâu có làm hung gì nó được. Không, con thấy cháu la như vậy con đau đớn lắm. Dạ, thì mình đau, thì giống như bản thân con á thì con cảm thấy đau lòng lắm, tội nó quá. Quá tội luôn. Khi cô dám mà nói lần ra bằng chữ khóc nó khóc mình khóc. Thì bởi vì con hỏi cô là cô thấy sao? Mỗi lần nó đau nó khóc là cô khóc theo. Cô khóc mà một ngày biết bao nhiêu cô dám nữa nó khóc. Khóc và khô nước mắt rồi phải không? Bà đậu lên khóc hoài, cắt lưỡi thằng chết rồi. Nhưng mà chơi gặm thằng chết. Nó nói vậy đúng hả? Dạ, nói vậy thôi lắm. Nhưng còn vậy cho con đau, nhưng bà đậu kiểu đậu con. Thôi giờ thôi con cũng tranh thủ để cho cô lên trển để mà thăm, để mà gặp cháu. Thì giống như cô chia sẻ là có cũng tiền viện phí cũng như là được 6 triệu gì ha. Thì hôm nay ở đây là con có đây số tiền của Tammy ở Mỹ gửi cho cô 100 đô. Và chị Lan ở Mỹ, thì chị Lan là gửi con, nhờ con là giống như chia sẻ cho những bé nào mà mồ côi á. Thì con thấy vậy, con trích 100 đô này ra của cô La, của chị Lan ở Mỹ á, gửi cho cháu là 2.30.000. Với lại có hai người gửi cho bé 300, người gửi cho 200, 5.120.000 đồng. Thì tại vì cái trường hợp của bé đó vừa rồi, tại vì anh Sang đã đến đây và xin được cái phí là gọi là miễn phí, là bé không có tốn tiền phí bệnh viện đó, cho nên tụi con cũng cho nên mọi người cũng mừng cho bé là không có tốn cái phí đó. Thì cũng gửi cho cô chút đỉnh để mà hai bà cháu ăn uống xây sở đó. Thì bây giờ hôm nay thì con gửi cho cô là 5 triệu, cái số tiền nè, 5.120.000 đồng. Để con dạ mang ơn mấy cô mấy chú cũng mang ơn nhiều lắm. Dạ, không biết tới đâu giờ mình cũng mang ơn cô Tám, chú cô giúp mình đây cũng mang nhiều, mà không biết chừng nào mà làm ra rất khỏe thì được cô Tám ơi.
như cô cũng giúp cho tôi là không biết làm sao, tại là đàn cô nữa, chắc là tôi. Thôi không có gì đền ơn hết cô ơi. Thì cái này mình tình tâm tình người với nhau rồi chia sẻ thôi. À, thì con ở đây con lấy ra con điếm cho cô xem nha. Đây. Không phải không, chứ mà cứng lẽ cô. Không, phải con điếm. Đây. 1 triệu ha. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. Rồi 120.000. Đây tổng cộng đây, cô cầm tiền đi. Tổng tiền tổng cộng đây là 5.120.000. À. Thì con gửi cho cô ha. Rồi cô kẹp lại giữ cái giấy này luôn nha. Rồi. Rồi. Trời. Thì dạ, sáng mai thì có xe qua đây. Rồi sẽ điện thoại cho cô để mà đưa cháu với cô về quê. Cô nói quê ở đâu con? Về với mà bên Mỹ Luân Chợ Mới nè, để đứa mà không có Chợ Mới. Chợ Mới An Giang hả? Chợ Mới An Giang mình mà lên cái mắt bên Long Xuyên đó, chạy cái mắt Long Xuyên có đường té lên. Cái mắt Hồng Hòa đó, Hồng Hòa chạy lên thì có 7 cây số tới nhà tôi rồi, lên tới cái sân Nam Hải nè ngay đó. Bỏ cây sân dưới này lên cái sân ngay cua là sân Nam Hải nè ngay đó. Có cái nhánh chạy ra sông. Nhà ở Chợ Mới Long Xuyên. Dạ, Long Xuyên. Mới Long Xuyên. Dạ, rồi. Thì có gì ngày mai xe sẽ qua. Dạ. Chuyến xe nghĩa tình sẽ đưa cô với cháu về. Dạ. Thôi, con cũng chúc cô nhiều sức khỏe nha. Cố gắng lên ha. Rồi cầu mong sao cháu cũng mau bình phục. Thì nếu mà anh Khang có thời gian anh rảnh thì anh về đó anh sẽ ghé thăm cháu luôn nha. Tại vì hiện giờ thì anh còn buôn Ma Thuột, rồi anh không có về kịp nha cô ha. Rồi chị Hoa con chào cô tranh thủ lên để mà cho cháu nó không có chồng nó ha. Rồi dạ. Cô mạnh khỏe nha. Dạ thôi không có đừng có mang ơn gì hết nha. Chào cô.